sẽ từng bước tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, sẽ từng bước tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế để khuyến khích các bệnh viện phát triển hơn. Giải trình một số nội dung tại thảo luận tổ chiều 26 tháng 5 về dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng, vấn đề tài chính có nhiều và thực tế hiện nay thì chưa tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. Ông Long nói, chúng ta mới chỉ kê khai 2 trên 4 yếu tố cấu thành giá, chưa hoàn thiện được điều này do điều kiện kinh tế xã hội, mức đóng bảo hiểm y tế và nhiều yếu tố khác, rất khó khăn đối với ngành y tế. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, khi đưa vấn đề giá vào luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi sẽ từng bước tính đúng, tính đủ và có nhiều yếu tố cấu thành giá để khuyến khích các bệnh viện phát triển hơn, chứ không phải cào bằng. Các công cụ tài chính khác cũng được xây dựng trong dự án luật bảo hiểm y tế để đáp ứng được yêu cầu này. Vấn đề xã hội hóa, theo ông Nguyễn Thành Long, đây là công việc rất quan trọng với ngành y tế. Ông Long nói hiện nay chúng tôi đang xây dựng nghị định liên doanh, liên kết xã hội hóa trong lĩnh vực y tế để trình sớm đến chính phủ. Chúng tôi đưa vào đây những điểm cơ bản, chứ không thể đưa vào hết được. Bộ chỉ quy định khung và trên cơ sở đó, Hội đồng Nhân dân địa phương căn cứ vào để quyết định giá. Như vậy, vừa khuyến khích, vừa tạo trách nhiệm của tỉnh thành phố đối với việc này. Về vấn đề thi cấp chứng chỉ hành nghề, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho hay, tính đến thời điểm hiện tại, có lẽ chỉ mỗi Việt Nam là nước duy nhất không thi cấp chứng chỉ hành nghề. Chúng ta cứ học xong rồi thực tập 18 tháng, căn cứ trên những hồ sơ giấy tờ cấp chứng chỉ hành nghề, vì vậy không đánh giá được chất lượng của các bác sĩ khi ra trường như thế nào. Hiện nay, nước ta có 27 trường đào tạo khối ngành y, chất lượng đào tạo của các trường khác nhau, nhưng muốn đảm bảo công bằng trong khám chữa bệnh thì chất lượng là một trong những yếu tố quan trọng. Chính vì vậy, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng việc thi cấp chứng chỉ hành nghề này bước đầu để bác sĩ phải có chuẩn chung khi ra hành nghề. Theo người đứng đầu Bộ Y tế, muốn có chứng chỉ hành nghề bắt buộc phải tham dự các kỳ thi. Giá trị chứng chỉ là 5 năm và trong thời gian đó phải thường xuyên trau dồi nâng cao kiến thức. Bộ trưởng Bộ Y tế nhận định nếu giao ngay cho Hội đồng Y khoa Quốc gia cấp sẽ không giải quyết được bài toán hiện nay là do các cơ quan nhà nước cấp. Vì vậy, Bộ đưa ra lộ trình, Hội đồng xây dựng ngân hàng câu hỏi đưa ra những đánh giá năng lực, Bộ Y tế xây dựng các trung tâm đánh giá nghề nghiệp ở các khu vực. Trên cơ sở đó, người hành nghề sẽ tự tham gia các kỳ thi hàng năm. Năm nay không thi thì có thể sang năm thi. Đối với lực lượng quân đội công an, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói sẽ có những đặc trưng đặc thù và trong Hội đồng Y khoa không chỉ dân y mà có cả quân y, y tế của công an và trách nhiệm của quân đội cùng tham gia xây dựng bộ ngân hàng câu hỏi có đặc trưng riêng. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.